Dạ vâng, em Hùng, chị bên là Hải Dương, chị Linh xin chào các bác ạ. Và bây giờ là một ca khúc 10 năm tình cũ do bác chủ nhà thể hiện. Vâng, với thiết bị âm thanh của Hùng, chị bên là chị Linh Hải Dương xin kính mời các bác cùng quan tâm theo dõi. Mây bay đi bao lâu tưởng mình đã mất quên, nhưng bay đi một trời thương. Vâng, thưa các bác, đây là một bác mà cùng tuổi cùng thời với ông Chế Linh. Và nhạc phẩm này cũng là bác Chế Linh đã thể hiện rất là thành công trong những thời gian qua, và cũng như là sự nghiệp của bác Chế Linh. Và cùng với những thiết bị âm thanh như này, các bác luôn vui vẻ và đặt niềm tin ở ông Di Bê La. Và thưa các bác, đây là tổng thể toàn bộ cấu hình ngày hôm nay. Một đôi loa Olympia hiệu thương hiệu của Italia. Và kế đó là một đôi xe VVK. Một cục đẩy ba kênh. Vâng, một cục đẩy ba kênh. Mô đen là BX1600. Một đầu ích BBS, một đầu ích BBS K886. Một chiếc lọc Marzahn. Và đặc biệt hôm nay là một ca sĩ già, là bác chủ nhà. À, thưa các bác, những điệu nhảy disco cũng như là những câu hát, những lời ca dẻo êm và mượt thì khó đánh giá được các bác ạ. Quan trọng là niềm đam mê và niềm thích thú, và những sản phẩm được ưa thích luôn có ở Hùng DBL phục vụ quý vị khán giả được luôn hài lòng như thế này. Xin chân thành cảm ơn các bác rất là nhiều. Mọi người một lời phát biểu cũng như là một cảm xúc dành riêng cho bác chủ nhà ngày hôm nay ạ. Đã tóc tay á. Đuôi. Nhìn trong này. Em ơi, bên kia còn chẳng nhớ.
Thưa các bạn và quý vị, là vừa rồi là một ca khúc do chính bác chủ nhà thể hiện, và với những thiết bị karaoke do Hùng TVL cung cấp, xin mọi người đóng góp ý kiến và mọi sự lựa chọn hoặc là tham khảo thì hãy liên hệ với Hùng TVL qua số điện thoại 0936019001. Cửa hàng có địa chỉ tại phường An Lạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Xin chân thành cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi video, và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Cảm ơn các bác đã chú ý dành thời gian cho kênh của Hùng JBL Chí Linh Hải Dương với những thiết bị âm thanh bãi. Vâng, chân thành cảm ơn các bác rất nhiều.